mình có trước có sau. Bây giờ bỏ nhà vườn làm gì? Bây giờ mấy cái này kho nó không, nước ép nó không ăn, bây giờ bỏ đây thì nhà vườn phải chịu thôi. Mùa này mà bán được là bà con nông dân đỡ khổ lắm. Đúng rồi. Nhưng mà giờ là không có xuất khẩu được. Mấy giá 20 mấy ngàn ha, mà tại năm nay nó bị cửa khẩu nó đóng rồi, Trung Quốc. Từ hơn 20 ngàn rớt còn 2 ngàn là giảm gấp 10 lần. 10 lần. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Trụ của tỉnh Long An. Và nơi đây được cho là thủ phủ của trái thanh long. Những clip vừa qua thì Bùi Hồ và em Phong Bụi có mặt tại biên giới cửa khẩu Việt Trung để quay về tình hình nông sản của nước Việt Nam thời điểm hiện tại. Ở trong nước trước thì Trung Quốc cho rằng thì do thanh long của Việt Nam một số xe container là nhiễm Covid-19 nên họ từ chối nhập hàng thanh long rất là nhiều, xe container phải quay đầu, và như thế là gây ra một cái hệ lụy là người nông dân họ đang trồng những cái trái thanh long, cây thanh long như thế này đến vụ thu hoạch phải điêu đứng. Và điển hình là hiện nay mặc dù những cái quả thanh long to và đến thời điểm thu hoạch nhưng người dân đang ngậm ngùi chờ đợi một sự thay đổi tín hiệu tốt đẹp hơn. Theo chia sẻ một số người dân ở đây thì hiện nay vườn thanh long ở đây thì giá loại tốt nhất thì nó có giá tầm 4-5 ngàn đồng một ký, và loại 2, loại 3 thì nó chỉ 2 ngàn đồng một ký. Theo ước tính của một số người chủ vườn thì việc mà thu hoạch trái thanh long thuê nhân công để mà bẻ hái thì nó giá còn thấp hơn là cái số tiền bán ra, nên có một số nhà vườn ở đây đành chấp nhận chặt bỏ những trái thanh long để cho cá hoặc là cho để dùng để nuôi heo. Và đây là một cái cần xé thanh long, ước chừng thì cái cần xé này tầm 4-50 ký thanh long như thế này thì có giá là khoảng hơn 100 nghìn đồng. Và để tìm hiểu thật hư cái câu chuyện thanh long điêu đứng ở tỉnh Long An này, mời cô bác quý anh chị cùng theo em Phong Bụi cũng như là Bùi Hồ để đến nghe người dân tâm sự về cái nỗi khổ của người trồng thanh long đến thời điểm hiện tại nha. Và đây là những cái cần xé thanh long trái rất là to luôn. Một trái như thế này thì khoảng nửa ký lô nhưng mà chỉ 2.000 đồng thôi cho một vụ thu hoạch. Trái thanh long như thế này thì trồng khoảng 3-4 tháng thì mới có trái của bác quý anh chị. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình thôi. Sau lưng Bùi Hồ đó là cảnh thu hoạch thanh long của người dân ở huyện Tân Trụ này của bác quý anh chị. Hiện nay thì tình hình thanh long ở đây rất là rớt giá thế thảm. Người dân mà sống lao đao với cái cảnh này. Và để hiểu thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu về giá thanh long tại nhà vườn hiện nay là như thế nào nha. Lúc này thì giá thanh long hiện giờ chỉ có giá 500 đồng một ký thôi nha mọi người. Mọi người hình dung như thế này, để tạo ra một cái tô phở ăn sáng giá 30 ngàn đồng thì ở đây thì mọi người sẽ phải mất ít nhất là 60 ký thanh long mới được một tô phở. Thì bây giờ thì có thể ghé vào trong để xem thử những quả thanh long to và đẹp như thế nào mà chỉ có giá 500 đồng thôi. Thì ở đây là những cái rổ thanh long mà mọi người đang hái ở vườn và đang phân loại ra. Cái loại này là loại thứ loại mấy vậy chị gái? Cái đó là mới cắt lên chưa lựa. Chưa lựa. Còn hàng bên đây thì giá bao nhiêu ạ? Cái hàng này 500 đồng, còn cái hàng dựng đầu trong đó thì 2.000. Đó là bỏ luôn kìa. 500 đồng một ký thanh long như thế này nha mọi người. Đó. Cái này là chắc lẽ là mình bán nội địa đúng không? Bán nội địa. Nội địa. Đi hàng chợ. Mình đi sang Trung Quốc thì phải lựa hàng loại 1, loại 2 đúng không chị? Hàng lựa đi Trung Quốc thì mình lựa hàng đẹp. Dạ. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong xem cái hàng đẹp với giá là 2.000 đồng một ký. Hai dựng đậu mấy cái báo em là 2.000. Anh thấy không anh Hồ? 30.000 đồng. Hiện giờ ăn sáng ở đây thì phải giá khoảng một tô phở đó khoảng 30 đi ha. 30. Mỗi một cái cần xé như thế này là bao nhiêu ký hả anh ha? Cỡ 70 ký á. 70 ký bằng một tô phở. 70 ký chưa chuẩn bị. Nếu như tô phở 35.000 thì 70 ký bằng với một tô phở. Đúng rồi. Đây là những cái loại hàng loại một nhưng mà với giá là 2.000 đồng. Đó, ở trong đó mấy cái dựng đầu á. Thanh long này thì bao lâu thì nó mới cho trái và đúng độ tuổi thu hoạch của nó anh? Sông đèn là từ ngày xong tới ngày cắt là cả 2 tháng rưỡi. Chị này là chủ vườn kia. Công mình mướn mỗi một người hái như thế là mình tính như thế nào anh?
Bánh tiến hả? 35.000 tiếng. 35.000. 35.000 thì mình hái được một cần xé này không ta? Không biết thì chắc ở đó một hơn chứ. 35.000 cho một tiếng một người nhân công hái thanh long. Nói chung là giá này là vô là công bằng muốn hết rồi. Nhà vườn nó còn nhiêu đâu. Con cắt con gánh rồi vô là muốn hết rồi, nhà vườn còn nhớ. Vậy là mỗi ký là 2.000 đồng. Mà thuê công cánh, công cắt nè, công gánh nè. Trời. Phân loại nữa, phân loại có tính tiền không? Không, phân loại này có lái. Có lái. 2.000 đồng là loại tốt quá không? Còn mà loại có 500 quá trời. 500 đồng một ký rồi. 500 đồng mà không lấy hết nữa nha. Lấy bỏ nữa nè. Đâu, cái loại này loại bỏ nè. Nó bỏ luôn rồi. Nào loại bỏ thì mình có thể mình gọt ra thử không? Không lỡ cái trái. Đây là cái giá thanh long không mua được và phải vứt bỏ. Em lượm mấy cái đẹp đẹp rồi. Đây, trái này, trái đỏ nè. Trái này đỏ. Ui. Trái này bỏ luôn hả? Trái này bỏ nè. Ủa, trái này thì ngon mà sao bỏ ta? Trái này không có que tai nè. Ở Trung Quốc ăn que tai, còn này nó có que tai. Que tai là nào chị? Cái que nè, nó đã nó như gì nè, người ta phải bỏ tại đây nhút sót á. Còn trái này là cũng bỏ là do vì nó quá nhỏ. Nó không có nhỏ chỉ, nhưng mà bây giờ là hàng nhỏ không ai ăn hết trơn, bắt buộc phải bỏ. Cái mỗi lần thường là ăn hết. Nó không đạt cái trọng lượng của cái quả phải không? Nhưng bây giờ thấy vô kho là hàng nhỏ nó không có lấy nhiều, nên cái nào không lấy mình bỏ. Nói chung là vô kho bây giờ chỉ lấy hàng đẹp thôi. 3, 2, 1 thôi. Lấy đẹp lắm. Khá là ngọt anh Hồ. Trái này bỏ uổng lắm, đây mà ép lấy nước ngon luôn nè. Ngọt lắm á. Dạ. Màu sắc rất tươi á. Màu cực kỳ đẹp luôn ha. Thanh long ruột đỏ giá chỉ 2.000 đồng một ký cho loại 1. Và loại mà không đẹp thì chỉ có 500 đồng và thậm chí là bỏ đi. Đúng rồi. Nhà vườn tiểu lên chút luôn. Vừa rồi á, tụi em cũng có dịp đi ra ngoài cửa khẩu Tân Thanh. Là tất cả nông sản của mình hiện giờ đã xuất khẩu sang Lạng Sơn đi Trung Quốc hết. Nhưng mà ngồi đó 5.000 xe container không có đi được. Thậm chí người ta đổ tại chỗ luôn. Thì bây giờ như chị là thương lái đấy, chị thu mua, chị gặp khó khăn gì hiện giờ so với những các cái mùa vụ trước? Thì bây giờ mình đặt cặp tiền vườn hình rõ. Như thế mình đặt một vườn mình đặt 10 triệu ha, 15 triệu 10 năm ăn thua nhiều ít. Mình bỏ. Rồi cái là nó khơi giá kho, kho nó không nhận hàng. Thì đó mình sẽ lỗ. Ở nhà vườn thì bây giờ bán không được. Vô nhầm kho ăn, nhầm không ăn đóng cửa. Như Hoa Cương mấy kho lớn là đóng cửa hết. Hoa Cương là cái đơn vị mà hôm trước anh em mình gặp á, anh Hồ ở người Lạng Sơn á. Không, mà nói chung là nó đi nó lại là người ta cũng chết nữa chứ không phải người ta không chết, Hoa Cương vẫn chết. Tại vì bây giờ hàng đi qua bển nó bán không được. Nó ngồi giờ nó đổ về thủ đô Hà Nội bán một công hàng có 40 triệu làm sao mà chạy nổi. Kho cũng chết nữa, nói chung là không phải kho ép lái mà không phải lái ép nhà vườn. Bây giờ là chết chung. Đúng rồi. Bình thường thì theo thời điểm năm rồi thì thanh long năm vừa rồi thì bao nhiêu một ký hả chị ha? Nhiều lần hai mấy ngàn, mười mấy ngàn, mới vừa cắt vừa xong là 20.000, chừng 10 bữa nay chứ gì, tự nhiên bữa nay là đóng cửa hết, là thua hết. Giờ chị thu mua như thế này thì chị nhắm là có đầu ra không? Thì bây giờ về và bán cho mấy người đi chợ, đi chợ dùm nhà vườn thôi, đi tới chợ là tới chỗ là có 1.000 đồng thôi, thì tiền xe tiền cậu lính lát bây giờ là như là lính công bằng của tụi chị là bao nhiêu rồi? À, có nghĩa là chị mua 500 đồng một ký. Chị phải thuê lính để phân loại nè, rồi chở tiền xăng tới tận chợ mới giá 1.000. Tới kho hàng giặt, tới kho hàng giặt đi Hà Nội. 1.000 đồng. 1.000 đồng mà xé giờ là nó hàng dạng mấy trăm xé chưa lựa luôn. Nếu mà không mua thì tội nhà vườn quá. Đúng rồi, cái này là em nghĩ đi, mình có trước có sau, bây giờ bỏ nhà vườn làm gì? Bây giờ mấy cái này kho không nước ép không ăn, bây giờ bỏ đây thì nhà vườn phải chịu thôi. Thanh long này nếu như mình bảo quản một cái nhiệt độ bình thường như thế này thì mình bao lâu nó sẽ hư hả chị ha? Như kho nó chắc nó chừng 2, ở trong kho thì chị không biết rành, nhưng mà nghe thường thường tụi nó chắc chừng 2-3 tuần là sẽ chạy không nổi rồi, vậy là đi kho lạnh hay gì đó. Nhưng nói chung là 2-3 tuần đó là phải để bóc đi á, thì chị biết vậy thôi chứ chị không biết rành trong kho nha, chỉ ngoài vườn thôi. Nếu như là 1.000 mét vuông thì mình sẽ thu hoạch được bao nhiêu tấn thanh long hay chị? Tỷ 1.000 mét vuông là một công, dạ khoảng 1 tấn thanh long là gồm tất cả các loại luôn hay là loại một thôi anh? Tất cả loại thì các loại luôn.
1 tấn. 1 tấn thì nếu như giá bình quân từ dao động từ 200 đồng cho đến 2.000 đồng thì giá bình quân là ở 500 đồng đến 2.000 đồng, giá bình quân là nó 1.000 đồng một ký, thì 1 tấn thì nó chỉ được 10 triệu à? 1 triệu. Thấy tội nhà vườn không? Bây giờ vút ngoài ngoài đồng 40.000, 35.000 một tiếng. Vút cái ngoài xanh này thôi. Rồi tiền phân, tiền thuốc, mà phân bây giờ em phải nói hả? Phân nó mắc dữ lắm, không thể nào diễn tả luôn, mắc lắm. Lên mua bao phân là nhà vườn phải khóc á. Mua không mua thì dây tược của mình sẽ hư. Bỏ hết thì dây tược mình sợ đợt sau mình không kéo đèn được. Vậy đó giờ mình cứ nghĩ là trồng thanh long đơn giản lắm, chỉ cần trong đèn rồi tưới nước thôi, nhưng mà giờ chị gái mới nói là phải vuốt cái này nữa nè. Vuốt chứ. Em nhìn đi, người ta cắt kìa, em quay vuốt xuống quay người ta cắt. Người ta vuốt rồi cầm trái thanh long lên ta vuốt vậy nè, từ từ vậy nè. Em thấy đứng trời ơi, thấy ngán lắm, mình không có nghề đó là em nhìn thấy em sợ liền. Mỗi một mùa có 35.000 tiếng thôi. Mỗi một mùa như thế thì chị sử dụng bao nhiêu phân để bón cho vườn 1.000 mét vuông? Đây hỏi đại ca chị biết buôn bán rồi chị không? bao nhiêu phân anh? Bao nhiêu bao phân để một vườn 1.000 mét vuông á? 1.000 mét hả? 1 công á. Thì biết nó biết rồi. Không gần nữa, nó ví dụ như 2 công thì cách cỡ 3-4 bao vậy á. Nói chung là chỉ 1.000 trụ là chỉ vô 4 triệu tiền phân. Một rợt. Chịu mấy 4 triệu tiền phân một đợt là tưới dương rễ rồi luôn á. Vậy là hôm giờ chắc có nhà vườn nào họ xỉu lên xỉu xuống hận á, liềm không? Mất thì luôn nè. Mấy ông đó ngồi ông gục nó luôn. Ông chỉ vườn á, ông đi rồi. Hồi nãy chủ vườn như thế nào chị? Ông buồn lắm, ông ngồi ông gục nó luôn. Anh chia sẻ với Phong như thế này nè. Đối với một bao phân lạnh hiện nay ở miền Tây giá gần 1 triệu đồng. Một bao phân lạnh bình thường là 1 triệu đồng, trong khi nguyên một công thanh long như thế này chỉ bán được 1 triệu đồng, chưa gỡ tiền được một bao phân. Đúng rồi, còn tiền xịt thuốc nè. Chưa kể tiền thuốc, tiền thu hoạch, tiền làm cỏ, tiền điện. Đó là những cái chi phí mà người nông dân trồng thanh long phải chi trả. Nhằm người ta khóc đi. Năm nay là coi như là mất trắng rồi. Ông là bỏ rồi đó. Bỏ luôn đi hả? Này bỏ luôn em, không lấy luôn á. Bỏ thì rồi bỏ mình sẽ làm gì? Bỏ là đổ cho cá ăn luôn, đem rừng gì đó. Dạ, mốt. Em biết sao nó vậy không? Tại nhà vườn thấy rẻ quá, nhà vườn chỉ ấy thôi nó mới vậy á. Trời ơi. Bình thường bỏ luôn. Thấy đẹp như vậy nè, thấy xanh đỏ màu đỏ chót không? Là tại cái vườn này nhà vườn biết sao không? Nhà vườn thấy ấy quá rồi, nhà vườn đủ vút thuốc rẻ tiền á. Vút đại cho chiếc xanh que thôi rồi xả nó mới bị như vậy. Phong cầm trái thanh long mà ăn không có vô luôn hả? Đúng rồi. Đối với người Trung Quốc á là họ rất là thích màu đỏ là sự may mắn, mà đặc biệt là dịp chuẩn bị Tết này. Nếu như cái mùa này mà bán được là bà con nông dân đỡ khổ lắm. Đúng rồi. Nhưng mà giờ là không có xuất khẩu được. Từ hơn 20.000 rớt còn 2.000 là giảm gấp 10 lần. 10 lần. Mà sợ cũng không mua được luôn á. Đúng rồi, nhầm vườn bỏ luôn anh. Như nhà vườn này là như người ta không cần xử lý lại. Chứ ta thấy rẻ quá ta không xử lý nên thanh long người ta hơi xấu. Chứ nhà vườn mà đẹp là không bao giờ ai để thanh long bị như vậy. Thì nói vậy hay. Cái này là cái vườn này là bị sự cố nè. Sự cố nó bị lam á. Là bị lam nè, bị dính nè. Nó bị lam vậy nè, nếu mà thấy cái thanh long nó đẹp á là nó chín đỏ, đỏ đều, nó đẹp. Là bán nó có giá. Tai ngoe đẹp đó mà có rồi nó lại bị lam. Cái vườn này nó làm bị đất này là đất của ông chủ ông thuê hay đất nhà chị? Đất nhà. Ông chủ trồng được bao nhiêu công thanh long như thế này hả chị ha? Hai mẫu là 20 công đúng không? Là bán được 2 triệu. Nó có 20 công là 20 bán được 20 triệu. 20 triệu. Sao không tới nữa đó. Sao không tới 20 triệu đâu. Điên. Tại vì thằng Nguyên này nó ra là nè, sáng giờ nếu dụ 20 tấn thì nó khoảng 5 tấn Nguyên à. 15 tấn vậy. Vậy đó. Vậy là khoảng 10 mấy triệu thôi. Vậy là tiền phân là lỗ chắc lỗ tiền phân không đủ một. Cắt với tiền mà giờ công để vuốt tay này nè. Không đủ một bao phân. Vuốt nghe này nè, không đủ luôn nè. Vuốt nghe này bao nhiêu một tiếng hả chị? 40.000. Vuốt nghe không thì 40.000 một tiếng. Hái là 35.000 đồng một giờ. Cắt là 40.000. Còn cái ông đẩy cái ông mà đẩy là 50.000 một tiếng. Tưởng tượng để tính một tấn là hết 500 năm một tấn hết 500.000 tiền cắt rồi. Một tấn 500.000. 500.000 tiền cắt. 1 triệu tiền phân. Với lại tiền điện. Điện xong nữa dữ lắm. Không, tiền phân. Tiền vuốt.
tiền vuốt cho cái nghe này nó thẳng nha nè. Nói chung là cái vườn này là làm khoảng 100 triệu tiền vuốt. 100 triệu. Người ta bán chỉ 1-20 triệu thôi. Khi mà anh em mình đi đến cửa khẩu Hữu Nghị á, thì em có nhận thấy là người thương lái khổ 1 thì người nông dân sẽ khổ 10. Đúng rồi. Cái hôm mà chia sẻ với mọi người, cái hôm mà anh em mình ở cửa khẩu Lạng Sơn á, thì mình thấy cái nỗi niềm của anh em tài xế rất nhiều. Nỗi niềm của thương lái ngồi đó cũng rất là khổ. Nhưng mà đến tận nhà vườn thấy người nông dân là khổ nhất. Và rất là nhiều người không hiểu rằng là cái chuyện đóng khẩu nó hiệu ứng domino từ những cái công ty lớn như công ty Hoa Cương nè, rồi dẫn đến những cái thương lái trung gian, rồi đến nhà vườn, và nhà vườn là người cuối cùng. Đây là hàng giạt nữa nè hả? Bỏ. Ui. Tại ghẻ quá, tao không lấy hơn nó mới bị xấu vậy. Đây, mình sẽ lột thêm một cái quả này cho mọi người xem. Khá là ngon. Em lột từ trên lột xuống. Mà vẫn bỏ nè anh nha. Đó. Nhìn anh nhìn là anh thèm á. Cái này làm nước ép rất là ngon nè, thậm chí mùa vừa rồi, dịp Tết vừa rồi ở Sài Gòn bà con ồ ạt giải cứu thanh long bằng giải pháp đó là làm bánh mì thanh long. Cái đó nhưng... là mùa chỉ thị 16. Dạ. Nhưng mà hiện nay vì cái tình hình dịch bệnh đó rất là khó khăn. Mà trái thanh long nếu mà mình ráng mình để trên cây nữa khoảng thời gian bao lâu là được chị? Hết đây đây đây. Đây là quá ngày thu hoạch nè Phong. Để hôm nay quá không có ai mua hết á, để giờ dứt nó. Để qua ngày thì nước không ai mua hết. Nước là người ta không mua luôn. Không luôn. Cái trái thanh long này khoảng nửa kg á. Nhiều ra cộng 7 lạng á. 7 lạng. Thanh long gì mà bỏ uổng kia. Lát nữa chắc đem về. Cho Quyên xé chở về luôn. Cho Quyên cần xéo luôn hả? Dạ, em muốn chở như cho như á. Cho luôn á. Anh lấy xe tải xuống đây cho luôn. Xe tải luôn. Cho luôn, chở về luôn. Này xe tải luôn thiệt. Xe tải hai mấy xe cho luôn. Ừ. Thì cái bộ đó đóng đóng rồi. Bây giờ chị thương lái nè. Chở cho bà con ta ăn. Uống thôi không? Trái này ăn cực kỳ ngon luôn nè. Bỏ. Này là nụ cười để mà thay nước mắt thôi chứ biết nói sao giờ. Sao cái nào chừng bỏ hết vậy? Đứt ruột, đứt xe. Lam nè. Lam là sao chị? Nó xanh đó, này nè, nó xanh nè. Bự như cái trái mà chị lấy là nó phải đỏ đỏ gì nè. Để điều kiện mà vô trái loại 1 thì nó cũng rất khó hơn. Không có loại 1. Là loại 3 còn hiếm nữa. Mùa này mày làm gì vô kho có loại 1 em. Mà loại 1 thì chỉ có 5.000 một ký. Cái thanh long sạch nè. Sạch là không thuốc, không có. Không vuốt que, không thuốc. Đẹp. Trái này ăn rất là ngọt. Đâu chị có thể xé ra cho tụi em xem với được không? Được mẹ. Cái anh Long có đẹp thiệt, tính đem về ăn luôn. Thôi trái này để đi. Để đi. Thôi tính đem ăn đi. Em ăn gì nổi nữa để cho đó. Này một đống nè, em chưa ăn hết nổi luôn nè. Tính đem nè. Cái đem trái. Đãi đi về chứ về chứ anh Long đãi tụi em ăn khỏi. Cái này ăn rất là ngon. Cái hàng này cái hàng sạch, không thuốc nè. Chừng nào mà tới hàng có giá mắc lên ha. Quay lại. Bình thường là 20 mấy ngàn một ký. Nếu như mà tới mua cái giá là trái này khoảng 15 ngàn. 7 lạng 15 ngàn. Nhưng mà hiện nay thì nó không đến 500 đồng hả? Cái trái không, để nè, không mua luôn mà. Không ai mua, để không ai mua mà để với nó nứt vậy, nó xé vậy nè. Bỏ. Rồi bữa nay chị thấy vậy chị mua về giải cứu rồi giờ không mua đồng nào trái được á. Đâu có bây giờ đâu có kho chỗ nào ăn nữa đâu. Vậy có lẽ là chuyến sau anh em mình xuống chuẩn bị giải cứu, tìm cách mua đi ha. Mua một giá mà quá bèo đi. Mấy cái này là lên Sài Gòn bán được luôn nè. Thật ra thì đây là cái trái thanh long này em dùng nước ép ở những quán cà phê nè. Thì bán rất là chạy luôn. Cái này xẻ ra làm cái cây anh quá trời tội nghiệp gì vậy. Thôi bây giờ hai anh em mình đi xuống vườn ha. Dạ. Ok. Nãy giờ thì cô bác anh chị cũng chia sẻ rất là nhiều điều tâm sự về cái thực trạng hiện giờ bà con nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Thì mọi người cũng hiểu rõ hơn cái nỗi niềm của bà con. Hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì có những cái giải pháp, đặc biệt là trước mắt thôi, đặc biệt là bà con ở Sài Gòn á, có thể thu mua ủng hộ cho bà con vườn ở tại Long An. Tại vì chi phí vận chuyển nó không cao, Long An lên Sài Gòn rất cao. Thì bây giờ tụi mình cũng xin kết thúc đoạn clip này để chuyển sang một clip khác để cho mọi người xem cái cảnh mà bà con thu hoạch ở ngay tại vườn luôn ha. Tới đâu nào? Đây, chắc anh em mình lên được. Được, anh em mình đi. Bên này đúng không chị?